Kính thưa quý vị, công viên chăm sóc và bảo tồn động vật Vinpearl Safari do tập đoàn Vingroup đầu tư tại xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã chính thức khai trương với quy mô tầm cỡ khu vực. Đây là vườn thú bán hoang dã đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được xây dựng theo mô hình Safari thế giới. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới năm du lịch quốc gia 2016, Phú Quốc, đồng bằng sông Cửu Long. Công viên chăm sóc và bảo tồn động vật Vinpearl Safari Phú Quốc có tổng diện tích gần 500 hectare, được xây dựng theo mô hình bán hoang dã. Trong đó, các động vật quý hiếm được đảm bảo chăm sóc và bảo tồn trong môi trường thiên nhiên mở. Với lợi thế phát triển từ khu rừng nguyên sinh tự nhiên với hệ thống thực vật phong phú, Vinpearl Safari Phú Quốc đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của mô hình Safari. Trong đó, giai đoạn 1 có quy mô 380 hectare, gồm hai phân khu chính: khu vườn thú mở Open Zoo dành cho khách tham quan giữa các khu vực nuôi thú mở, hài hòa với thiên nhiên; khu bán hoang dã Safari Park chở khách tham quan bằng xe chuyên dụng độc đáo, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Hiện công viên đã có khoảng 3.000 cá thể thuộc 150 chủng loài được sưu tầm bảo tồn từ các động vật hoang dã quý hiếm địa phương, đồng thời quy tụ từ nhiều vùng địa sinh học đặc trưng trên thế giới như Nam Phi, châu Âu, Úc, Mỹ.